So sánh dáng đi của 6 robot hình người Trung Quốc và Mỹ, hãy chọn ra nhà vô địch robot trong lòng bạn. Đầu tiên là Optimus, ngôi sao hàng đầu trong giới robot của Tesla. Từ khi ra mắt vào năm 2023 đến nay, chỉ sau 1 năm, dáng đi của Optimus ngày càng ổn định và tự nhiên hơn, đồng thời, nó có thể tự điều hướng và làm việc một cách tự chủ. Thứ hai là Unichigi 1, robot tràn đầy năng lượng. Gần đây, nó vừa giành được chức vô địch thế giới về nhảy xa cho robot. Sau đó, chỉ trong 2 ngày, Ghi 1 đã hoàn thành khả năng đi lại tự nhiên như con người, với toàn bộ cơ thể chuyển sang trạng thái đi thẳng hoàn chỉnh. Thứ ba là Elot, robot nổi tiếng với sự linh hoạt của Boston Dynamics. Từ việc gây chấn động thế giới với cú lộn nhào ngược của thế hệ robot thủy lực đầu tiên, cho đến nay là thế hệ robot chạy điện thứ hai với cơ thể vô cùng linh hoạt, Elot tiếp tục tạo dấu ấn. Elot không chỉ có thể đi như con người mà còn có thể sai hông và bước lùi một cách tự nhiên. Thứ tư là DR01, nhà thám hiểm vùng hoang dã của Clawwalk. Nó có thể đi lại tự do trên địa hình núi rừng, lên xuống cầu thang một cách vững vàng, thậm chí khi rơi từ độ cao 40 cm, DR01 vẫn nhanh chóng điều chỉnh tư thế để giữ thăng bằng. Thứ năm là Figure 02, được BMW tạo ra với danh xưng robot hình người mạnh nhất hành tinh, được sinh ra để làm việc. Figure 02 không chỉ đi lại một cách tự nhiên mà còn phối hợp cơ thể một cách hài hòa khi làm việc. Cuối cùng là SI01 của Songqing Robotics. Ngay khi ra mắt đã gây sốt trên mạng nhờ dáng đi đầy phong cách và cuốn hút. Chỉ trong nửa năm, robot này đã tái định nghĩa khái niệm hình người, biến dáng đi của robot thành một nghệ thuật. Không chỉ đi giống người, SI01 còn đi một cách duyên dáng và thanh thoát hơn.